Nhà nào hay cãi nhau, xem video này là hết. Quý vị thân mến, vợ chồng không chỉ khác nhau về giới tính mà còn có những điểm khác biệt về tính cách, quan niệm và thói quen. Khi yêu, mỗi người đều có cơ hội để che giấu những điểm khác biệt đó. Thế nhưng khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, sớm tối bên nhau, thường xuyên va chạm, thì dù ít dù nhiều cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, bất đồng. Đó là điều hết sức bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Và chúng ta cũng không nên lầm tưởng rằng một cuộc hôn nhân mỹ mãn tức là vợ chồng không bao giờ cãi nhau. Thế nhưng, để những tranh cãi ấy đi đến tiếng nói chung mà không phải là châm ngòi cho những rạn nứt đổ vỡ trong hôn nhân, hãy cùng xem video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, xưng hô khi vợ chồng cãi nhau. Đang cãi nhau nảy lửa, nghe chồng buông một câu "mày im đi", Mai sững người. Đó là lần đầu tiên cô bị chồng gọi như thế. Còn giờ thì chính cô thản nhiên xưng tao mỗi lần hai người cãi cọ. Mai kể chồng cô bình thường vốn rất yêu chiều vợ, toàn gọi vợ bằng những cái tên trìu mến như "em ơi" hay "vợ yêu". Nhưng đó là chuyện của một năm đầu tiên sau khi cưới. Còn sau đó, mỗi lần nổi điên lên vì ghen, nhất là có tí men trong người, là anh ta sẵn sàng xả ra những tràng như "con kia, mày". Ban đầu Mai cảm thấy rất sốc, nhưng sau đó cô cũng chuyển sang xưng "mày tao" với chồng. Cảm giác hai đứa chẳng còn chút tôn trọng nào với nhau nữa, Mai bộc bạch như vậy. Theo chuyên gia tâm lý, cho dù cãi nhau vì bất cứ lý do gì và ai đúng ai sai, thì vợ chồng tuyệt đối không bao giờ nên xưng hô "mày tao" với nhau. Điều này làm cả hai cảm thấy mình không còn được tôn trọng, yêu thương và càng đẩy mâu thuẫn lên cao. Lời đã nói ra, không thể lấy lại được, nên dù sau đó hai người có cố gắng thế nào cũng khó xóa mờ sự tổn thương do câu xưng hô kia gây ra. Ngoài ra, thường khi đã có thể nói một lần, hai lần, người ta dễ thành thói quen và cứ như vậy sẽ khiến cho vợ chồng trở nên coi thường nhau thực sự. Cách xưng hô "tôi", "cô", "anh tôi" cũng khiến cả hai cảm thấy xa lạ với nhau. Thường người ta vẫn lý luận rằng khi đã bực tức thì làm sao có thể nói năng ngọt ngào với nhau được. Nhưng thực tế, trong cuộc sống vợ chồng cãi cọ cũng cần có nghệ thuật. Nhiều cuộc đôi co kết thúc, người trong cuộc cảm thấy ức chế, thậm chí còn mang cảm giác là bực bội, thù ghét bạn đời. Nhưng nếu biết cách, nhiều khi tranh cãi xong, vợ chồng lại hiểu nhau hơn, đồng thời giải quyết được vấn đề khúc mắc và cùng nhau rút kinh nghiệm trong cuộc sống chung. Như vợ chồng chị Thanh, 35 tuổi ở Mỹ Đình, Hà Nội, lấy nhau hơn 10 năm, nhưng hầu như rất ít cãi nhau. Nếu có giận dỗi, cũng chưa hết ngày đã làm hòa. Và một nguyên tắc mà vợ chồng chị luôn luôn tuân thủ đó là dù có bực bội đến đâu cũng vẫn phải xưng anh em với nhau. Thật ra như lời chị Thanh kể, hồi mới cưới, có lần vợ chồng bực nhau, chị tức không chịu nổi, đã lớn tiếng xưng tôi với chồng. Lúc đó anh nghiêm mặt lại và bảo: "Em này, em đừng xưng hô như thế với anh, nghe chướng lắm. Nếu anh cũng nói như vậy, em có buồn không?" Lúc ấy chị cũng thấy ngượng, nhưng còn cố chống chế. Nhưng mà không xưng thế thì cãi nhau thế nào được. Anh lại ôn tồn: "Thế thì thôi, chúng mình đừng cãi nhau nữa." Sau lần ấy, chị không bao giờ xưng hô như thế mỗi lần bực tức nữa. Vợ chồng chị Hà lại có cách đặc biệt hơn. Chị vốn nóng tính nên những lúc bực bội, chị không kiềm chế được mà sẵn sàng xả một tràng tôi, anh hoặc ông tôi với chồng. Có lần chị đang nói thì anh nhăn mặt bảo: "Thôi em thua chị rồi chị ơi, chị đừng nóng nữa em sợ lắm", khiến cho chị phì cười. Thật ra vợ chồng chị bằng tuổi nhau, nhưng so tháng thì chị sinh trước anh. Hồi mới quen nhau, chị toàn bắt anh gọi mình là chị. Câu nói của anh gợi cho chị nhớ lại những kỷ niệm đẹp ban đầu, nên dù có bực tức đến mấy cũng bay đi đâu hết. Tất nhiên sau đó hai vợ chồng vẫn phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau để tìm hướng giải quyết vấn đề. Nhưng nhìn bộ mặt buồn so và nghe cách xưng hô hài hước của ông xã là chị không thể cáu được nữa,
và hai vợ chồng cũng bình tĩnh hơn nên dễ thông cảm với nhau. Quý vị thân mến, khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, dù ai cũng đang trong cảm giác bực bội khó chịu thì vẫn cần kiềm chế cái tôi của mình, biết lắng nghe nửa kia nói và diễn đạt ý của mình một cách rõ ràng tế nhị. Như vậy mới tránh gây sứt mẻ trong quan hệ vợ chồng sau mỗi lần xung đột. Và một nguyên tắc đầu tiên để tránh điều này chính là thể hiện sự tôn trọng nhau trong cách xưng hô. Thứ hai là không để chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Rất nhiều gia đình bình thường chẳng thấy vợ chồng va chạm cãi nhau gì, nhưng khi có một chuyện gì đó xảy ra, tranh cãi bùng nổ, thậm chí đưa nhau ra tòa. Vì sao vậy? Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày có những khúc mắc nhỏ nhưng chẳng ai nói ra, cứ để khó chịu ấm ức ấy trong lòng. Khi chuyện nhỏ đó không được trao đổi giải quyết sẽ tích tụ lại, lớn dần lên, gây ức chế và bào mòn tình cảm của vợ chồng. Nên khi có chuyện, lập tức tất cả những ấm ức trong lòng từ trước đến nay được lôi hết cả ra, trở thành ngọn lửa lớn không thể dập tắt được. Bởi vậy, điều đầu tiên vợ chồng cần làm là xem xét vấn đề một cách nghiêm túc để trao đổi cùng nhau, thay vì lờ đi hoặc nhẫn nhịn. Thứ ba, không nhắc lại chuyện cũ khi cãi nhau. 10 cặp vợ chồng cãi nhau thì 8 người đào bới lại quá khứ, trong đó đa phần là phụ nữ. Đàn ông nghĩ rằng dù quá khứ là gì thì cũng không nên nhắc lại nó. Nhưng phụ nữ thì lại khác. Họ nghĩ mọi việc đều liên kết với nhau và hành động hiện tại của chồng đều ảnh hưởng bởi những chuyện đã xảy ra trước đó. Vợ chồng cãi nhau đã căng thẳng, nhưng lôi chuyện quá khứ để chỉ trích nhau là điều không nên, vì nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Nhắc lại những chuyện đã qua bằng những lời cay đắng để đối phương đau khổ là cách mà nhiều người giành chiến thắng trong cuộc cãi vã. Nhưng tình cảm vợ chồng vì thế khó mà hàn gắn được. Thứ tư, rõ ràng chuyện tiền bạc ngay từ đầu. Khi yêu nhau, người ta thường tránh nhắc đến chủ đề tiền bạc vì ngại đụng chạm. Nhưng hôn nhân thì lại khác. Chỉ cần một trong hai người cảm thấy không thoải mái về tài chính khi sống chung, chiến tranh rất dễ nổ ra, và đó luôn là những cuộc chiến khó chịu nhất. Sự khác nhau về nền tảng văn hóa, giáo dục sẽ dẫn đến thái độ tiếp cận với chuyện tiền bạc ở mỗi người khác nhau. Bạn phải thừa nhận rằng, dù là chồng hay vợ, dù kiếm được nhiều hay là ít tiền, bạn cần có trách nhiệm trong việc quản lý tài chính và hiểu được vị trí trách nhiệm của bạn đời về chuyện tiền bạc. Biết cách quản lý tài chính sẽ giúp các bạn không bị stress sau khi kết hôn. Nhiều người chọn giải pháp thảo luận chuyện tiền bạc ngay khi cả hai quyết định tiến tới hôn nhân hay bắt đầu bước vào cuộc sống vợ chồng. Vì sẽ sống chung nên cả hai cần có sự thẳng thắn, bởi tiền bạc là chuyện nhạy cảm. Hãy nói cho nhau biết bạn thường tiết kiệm tiền như thế nào, bạn muốn tiết kiệm vì cái gì và bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu, cũng như những vấn đề tài chính bạn đang gặp phải. Trên nền tảng của sự hiểu biết đó, vợ chồng sẽ xác định được mục tiêu và cách thức dùng tiền trong cuộc sống chung sắp tới. Trong đó, một trong những điều đáng lưu ý là cần xác định nguyên tắc chi tiêu cho mối quan hệ hai bên nội ngoại. Thực tế, rất nhiều cặp vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn bởi sự chênh lệch hay không rõ ràng trong việc này. Quý vị thân mến, cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những bất đồng, và đôi khi việc chọn thời điểm và cách tranh luận như thế nào sẽ quyết định sự sống còn của hôn nhân. Thứ nhất, tranh cãi là vấn đề góc độ, quan điểm, chứ không phải là vấn đề đúng sai. Nguyên nhân khiến vợ chồng cãi nhau thường là do nghĩ rằng sự việc chỉ có một đáp án duy nhất. Tâm lý của người tham gia vào cuộc tranh cãi chỉ là để khẳng định việc này nhất định là tôi đúng, anh sai. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ cả hai người đều nghĩ như vậy, vì thế mà cãi nhau không dứt. Trên thực tế thì không có bất cứ một đáp án cố định nào cho những vấn đề gây tranh cãi hay bất hòa trong gia đình. Bởi trong mỗi cuộc tranh cãi đều thuần túy là vấn đề quan điểm, chứ không phải là vấn đề đúng sai. Những người biết cãi nhau
là những người cố gắng lĩnh hội ý kiến thực sự của đối phương hoặc đi so sánh sự khác biệt về quan điểm của hai người. Ngược lại, những người không biết cãi nhau sẽ lại cực lực tìm cách bác bỏ ý kiến của đối phương để chứng minh rằng mình đúng, khiến cho đôi bên đều chịu thua thiệt. Thứ hai, vợ chồng cãi nhau nên nói đến cái tình chứ đừng nói lý. Thông thường đặc trưng của tranh cãi là cãi lý. Vì thế khi cãi nhau, đôi bên thường có tâm lý ra sức tìm ra lỗi về ngôn ngữ và logic của đối phương và chỉ chăm chăm nhằm vào những lỗi đó, khiến cho đối phương không thể nào chống đỡ nổi. Thế nhưng thực chất việc cãi lý sẽ làm tổn thương đến tình cảm. Vì thế khi cãi nhau, vợ chồng nên xử sự sao cho có tình. Điều này rất quan trọng và mang tính xây dựng hơn nhiều so với việc áp dụng phương pháp phân tích và biện luận trong khi tranh cãi. Thứ ba, không bao giờ cãi nhau trước mặt người thứ ba. Vì muốn chứng minh mình là đúng, những người trong cuộc thường hay tìm đến người thứ ba để kể lể với hy vọng người khác sẽ ủng hộ ý kiến quan điểm của mình. Không những thế, họ còn không ngừng chỉ ra những cái không phải của đối phương để mong nhận được sự đồng tình của càng nhiều người ngoài cuộc càng tốt. Điều này càng khiến đối phương cảm thấy mình không được tôn trọng. Và như thế sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng. Các cụ ta có câu đóng cửa bảo nhau. Vì thế các cặp vợ chồng nên hết sức tránh việc tranh cãi lại có sự tham dự của người thứ ba. Nếu không, người tổn thương lại chính là bản thân mình đấy. Những người biết tranh cãi là những người chỉ muốn hai vợ chồng đối mặt cùng nhau giải quyết xung đột, không thích tranh cãi trước mặt bố mẹ, bạn bè hay đồng nghiệp. Vợ chồng cãi nhau, dù ai thắng ai thua, thì trên thực tế cũng không có khái niệm người thắng cuộc, mà cả hai đều là kẻ bại trận. Nếu bất đắc dĩ phải cãi nhau, thì cũng chỉ nên dừng ở một điểm nào đó, đừng bao giờ cố gắng để thắng trong trận đấu khẩu này. Theo kết quả nghiên cứu của Abuse Wives, chuyên gia người Mỹ về phụ nữ bị ngược đãi, thì đặc trưng chung của những người phụ nữ hay bị chồng đánh là họ luôn là người chiến thắng trong cuộc đấu khẩu với các ông chồng. Các ông chồng không thể giành chiến thắng về mặt ngôn ngữ, đành phải dùng nắm đấm để đòi lại. Người biết cãi nhau là người luôn biết chừa đường rút cho đối phương, trong khi người không biết cãi nhau lại luôn muốn ép đối phương đến đường cùng. Thứ tư, nói rõ bản chất sự việc, không làm mình làm mẩy thái quá. Cãi nhau bao giờ cũng có nguyên nhân của nó. Người biết cãi nhau sẽ tập trung vào việc nói rõ sự việc để giúp đối phương hiểu rõ được tình hình và mong muốn của mình. Ngược lại, người không biết cãi nhau lại thích làm mình làm mẩy một cách thái quá để thể hiện rằng mình đang tức giận. Vì thế họ thường dùng những từ cực đoan quá trớn để chọc giận đối phương. Thứ năm là dũng cảm nhận sai trước. Cãi nhau là mâu thuẫn do bất đồng quan điểm. Vì thế những người chín chắn sẽ luôn tìm mọi cách để tránh cãi nhau. Nút thắt để giải quyết những bất đồng giữa hai vợ chồng để không xảy ra những trận đấu khẩu chính là thừa nhận ý kiến của đối phương, cho rằng ý kiến của đối phương tốt hơn của mình. Để có thể làm được điều này, bạn phải hạ cái tôi của mình xuống, cũng cần phải có đủ sự tự tin, phải là người chín chắn mới làm được. Suy cho cùng, nhượng bộ người bạn đời của mình không phải là một sự tổn thất mà là một sự thu hoạch. Tuy nhiên, nếu thấy đối phương nhượng bộ trước, bạn cũng đừng bao giờ nói đã biết là sai mà bây giờ mới chịu thừa nhận. Ngược lại, bạn càng nên khích lệ và tôn trọng người bạn đời của mình. Có như thế, nếu lần sau còn xảy ra tranh cãi thì đối phương sẽ càng sẵn lòng nhượng bộ bạn. Quý vị thân mến, cãi nhau là một phần cơ bản của cuộc sống, nó quan trọng như tình yêu vậy. Chính những tranh cãi và bất đồng mới khiến hai bên hiểu và thông cảm lẫn nhau hơn. Thậm chí ngay cả những cặp đôi hoàn toàn tâm đầu ý hợp cũng không thể tránh khỏi cãi vã, bởi đó là cơ sở tạo nên một mối quan hệ vững chắc, và đó mới là cuộc sống thực sự. Nhưng vợ chồng phải nắm được những nguyên tắc khi tranh cãi, để sau mỗi cuộc tranh cãi, tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng tốt đẹp, mà số lần cãi nhau sẽ ngày càng ít đi quý vị nhé.
Trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Đằng sau cái tát. Chị ngồi tô son trước gương, thi thoảng dừng lại nghe ngóng rồi lại thở dài. Tiếng tivi ngoài phòng khách vang lên những tiếng la hét ầm ĩ của một trận bóng đá. Chị đoán là anh lại đang dán mắt vào đó. Nghĩ trong đầu như vậy, chị cười khẩy. Bỗng dưng chị thấy khó chịu với cái sự nhàm chán của chồng. Chị khoác thêm chiếc áo rồi đi ra khỏi nhà. Đi ngang qua phòng ngủ của con, chị dừng lại khi thấy cánh cửa phòng khẽ mở, ngó đầu về bên trong và nhìn thấy anh. Anh vặn nhỏ chiếc đèn ngủ, kéo chăn đắp ngang người cho con, rồi hôn nhẹ lên trán con bé. Bất giác chị cảm thấy chạnh lòng ganh tị đôi chút. Chị ra ngoài phòng khách và nhận thấy anh đang cho nhỏ tiếng tivi từ bao giờ. Vẫn là trận bóng đá, nhưng anh gần như chỉ xem hình mà không nghe tiếng. Anh không muốn làm con thức giấc. Muộn rồi, em còn đi đâu vậy? Chị đưa tay nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói. Mới có 10 giờ làm gì mà muộn. Ai như anh lúc nào cũng rú rú ở nhà. Em có biết là con bé cần có em không mà lúc nào cũng đi như vậy? Con đang tuổi lớn, con cần em. Em không thể chôn vùi cuộc sống của mình trong cái nhà này mỗi tối được. Em cũng cần phải có những hoạt động của riêng mình. Tối nay em đi tiệc với lớp khiêu vũ buổi tối, em về muộn, anh đừng chờ. Con đang sốt, anh không muốn em đi. Em ở nhà một hôm thì đã sao? Chị thản nhiên bởi bao lâu nay anh vẫn nói như vậy, nhưng rồi lại mặc kệ khi nhìn chị bước ra khỏi nhà. Chị lặng lặng cầm chiếc điện thoại rồi bấm số, coi như không nghe thấy lời anh vừa nói. Lan à, đến đón mình nhé, mình đợi ở đầu ngõ. Chị bước gần về phía cửa mà không hề nhận ra rằng đôi tay anh đang nắm lại và run lên giận dữ. Em đứng lại. Chị vẫn không ngừng bước về phía cửa. Anh nói em đứng lại. Tới lúc này, chị mới ngây người ra khi nghe thấy sự bực tức toát lên từ câu nói và ngữ điệu của anh. Với vẻ mặt đầy khó chịu, chị bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, từ tốn tháo giày rồi bước vào nhà. Anh không có quyền cấm tôi. Tôi cũng phải có những tự do cá nhân của riêng mình chứ. Đã bao giờ anh cấm đoán em trong những cuộc vui chơi chưa? Nhưng hôm nay con ốm và anh muốn em ở nhà để làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Chị nhếch mép cười với thái độ khinh thường chồng ra mặt. Nếu thế, anh nên học cách làm tốt trách nhiệm của một người chồng người cha đi. Anh kiếm ra nhiều tiền, chí ít là bằng tôi. Đã bất tài thì đừng lên mặt. Anh tát chị một cái vào má. Mắt anh ánh lên sự giận dữ và bất bình, nhưng sau đó nó trùng xuống. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi bởi bao năm qua anh chưa từng một lần to tiếng với vợ, chứ đừng nói là dùng vũ lực. Trong đời anh phải đánh vợ, nghĩa là anh đã bất lực với cuộc sống hôn nhân của mình. Chị đưa tay sờ lên gò má vừa bị tát một cái bỏng rát, nhưng không khóc, mà nhìn anh đầy thách thức. Anh giỏi lắm, đã bất tài lại còn đánh vợ. Có người đàn ông nào như anh chưa? Chạy ra khỏi nhà, chị vẫy một chiếc taxi, ngồi trên xe mà không biết mình sẽ đi đâu. Đã gần chục năm rồi anh chị lấy nhau, từ một tình yêu đẹp thời sinh viên, cuối cùng thì cuộc hôn nhân này biến thành điều gì? Chị luôn cảm thấy bất mãn vì chồng không làm ra nhiều tiền. Chị là người phụ nữ thành đạt, ra ngoài và gặp những người đàn ông mở miệng là nói tới bạc tỷ. Vì thế mà chị âm ỉ giận. Giận vì chồng lúc nào cũng ôm khư khư cái cuộc sống êm đềm, trong khi mình lại thích cuộc sống hào nhoáng và sung sướng hơn thế. Lướt nhanh lại quãng thời gian đã qua, quả là anh đã thay chị làm người vợ trong nhà. Tan làm, anh về đón con, nấu cơm, dọn nhà cho con ăn, dỗ con ngủ. Còn chị quen với việc trở thành người của xã hội hơn là gia đình. Mọi người thấy chị sướng khi có chồng đảm đang tháo vát, nhưng chị thì thấy chán nản, coi thường khi chồng không phong độ như người ta. Nước mắt cứ thế lan dài, bao năm rồi chị chưa từng bị chồng đánh. Chị có cảm giác tức tối, nhưng cũng nuối tiếc một thời tình yêu mê đắm. Hình như anh vẫn vậy, nhưng chỉ có chị là khác,
không còn cảm thấy cần được yêu thương từ anh thêm nữa. Anh ngồi trong phòng khách một mình, tắt điện và để cho bóng tối bao trùm lấy mình. Anh nghĩ về những lời vợ nói, về cuộc hôn nhân này và về những gì đã qua trong suốt 10 năm qua. Chị trở về nhà vào lúc 2 giờ sáng. Thấy chị về nhà, anh lao ra mở cửa rồi không nói một lời nào, chỉ lặng lặng đóng cánh cổng lại. Đoán anh biết lỗi nên mới làm như vậy. Chị vẫn làm bộ như là không có chuyện gì, đi thẳng vào phòng ngủ rồi chốt cửa. Biết thế nào đêm nay anh cũng vào phòng. Chị muốn làm như thế để chứng tỏ cho anh biết rằng chị không muốn có sự xuất hiện của anh trong căn phòng này. Nhưng chờ mãi, gần 1 giờ đồng hồ đi qua, nhìn điện thoại đã thấy báo 3 giờ sáng. Chị rón rén mở cánh cửa phòng và nhìn ra phòng khách. Anh không hề có ở đó. Chị giật mình chạy vội lại, bật điện lên và thấy trên bàn một tờ giấy đặt ngay ngắn. Thương gửi em, anh biết bao năm qua em cảm thấy bất mãn vì có một người chồng không kiếm ra nhiều tiền như em mong đợi. Anh biết đó là lỗi của một người đàn ông như anh. Nhưng em ạ, ngôi nhà lúc nào cũng cần phải sáng đèn, căn bếp cần có người thắp lửa. Nếu em là người phía bên ngoài cánh cửa thì anh phải là người lùi lại bật công tắc đèn, làm cho bếp luôn ấm. Vì chúng ta là một gia đình, vì con cần có một người bên nó. Sẽ ra sao nếu chúng ta cùng ra ngoài và căn nhà này luôn khóa chặt? Anh dám chắc nó lạnh lẽo chứ không còn là một tổ ấm nữa. Lúc đó anh sợ rằng em có mang tiền về thì căn nhà vẫn lạnh lẽo và u ám. Anh chỉ nghĩ rằng nếu có một người đã bay trên bầu trời như một con diều no gió thì cần có một người làm sợi dây níu nó về với mặt đất. Anh đã chấp nhận là người lùi lại, nhưng em luôn cầu toàn một điều gì khác nữa, có lẽ là nhiều hơn những điều anh có thể. Chúng ta nên dừng lại. Đó là cách để em không thấy lòng mình bất mãn và để anh không cảm thấy mình mệt mỏi. Nếu chúng ta chỉ mang lại những tổn thương và không bằng lòng cho nhau, đó là lúc con tim đã hết yêu rồi em ạ. Đơn anh viết và ký sẵn rồi, còn chờ em nữa thôi. Tạm biệt em. Anh đã đợi chị về nhà rồi mới ra đi. Chị bật khóc khi nghĩ ra việc anh đã cố gắng làm tròn trách nhiệm giữ hơi ấm cho căn nhà này tới cùng. Chị bật điện sáng căn phòng khách và ngồi mong đợi anh. Chị đoán sáng hôm sau khi hết giận rồi anh sẽ về, bởi chị luôn coi anh là vật thuộc quyền sở hữu của riêng chị. Nhưng trời mỗi lúc một sáng mà anh đã không trở về. Bất giác, chị nhìn lại một lượt quanh nhà và cảm thấy thiếu vắng, một cảm giác trống trải, lạnh lẽo, lạ thường. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.